Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, Azfin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại Azfin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng Con Tự Do Tài Chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Chị Thanh 40 tuổi ở Hưng Yên, đẻ 3 đứa con gái, đang lo mình sẽ giống như mẹ, phải sinh đến lần thứ 7 mới có được con trai. Vợ chồng chị làm việc đồng áng, chăm đàn lợn, kinh tế khó khăn. Bố mẹ chồng chị lúc nào cũng giục đẻ tiếp, đến bao giờ có thằng cu cho nở mày nở mặt thì thôi. Chị chia sẻ, gia đình ở quê nên áp lực sinh con trai nối dõi tông đường đè nặng. Thế nhưng nhà nghèo, nếu đẻ tiếp mà lỡ là con gái nữa thì vợ chồng chị không thể nuôi nổi. Năm ngoái mang thai đứa thứ tư, biết đứa bé trong bụng lại là con gái, chị đã âm thầm phá bỏ, hy vọng lần sau sẽ sinh được con trai. Và chị cho biết nếu lần sau lại là con gái thì chị cũng không thể giữ. Câu chuyện của chị Thanh là một trong rất nhiều câu chuyện của những người phụ nữ chịu áp lực của tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hệ lụy của tư tưởng này chính là chênh lệch tỷ lệ giới tính khi sinh với 111,5 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tỷ lệ sinh tự nhiên là 104 tới 106 bé trai trên 100 bé gái. Trong đó, tình trạng này diễn ra cao nhất tại miền Bắc, đặc biệt là tại Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội và Sơn La. Song song với tỷ lệ sinh nam cao là tỷ lệ thiếu hụt nữ giới. Theo con số thống kê được, mỗi năm Việt Nam thiếu hụt khoảng 45.900 bé gái, tức là 45.900 bé gái không được sinh ra đời chỉ vì các con là con gái. Nhiều người cố đạt được mục tiêu ngắn hạn cho gia đình nhưng lại không nghĩ tới vấn đề con hoặc cháu trai mình phải đối mặt trong tương lai. Đó cũng là hệ lụy dài hạn cho quốc gia. Mất cân bằng giới tính khi sinh để lại nhiều hệ lụy. Trong phạm vi gia đình là sự bất hòa vợ chồng, thiếu bền vững và nguy cơ dẫn đến ly hôn, đói nghèo. Với xã hội, tình trạng này đặt ra nhiều vấn đề như tỷ lệ tảo hôn, ly hôn, tái hôn tăng cao, gia tăng tình trạng bạo hành giới, bạo lực gia đình, mua dâm, mua bán phụ nữ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ và trẻ em gái về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của Tổng cục Thống kê và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam dự báo, Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới từ 15 đến 49 tuổi vào năm 2034 và dư thừa 2,5 triệu nam giới vào năm 2059. Vậy nguyên nhân nào khiến Việt Nam và nhiều quốc gia Á Đông lại ưa chuộng sinh con trai hơn con gái? Thứ nhất là vì mong muốn nối dõi tông đường. Lối suy nghĩ này ảnh hưởng từ chế độ phụ hệ và tư tưởng nho giáo. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Tức dù sinh một con trai cũng tính là có con, còn sinh đến 10 con gái thì cũng coi như không. Trong gia đình, nếu không sinh được con trai thì không có người hương khói, coi như tuyệt tự. Do thời xưa, con gái phải theo quy tắc xuất giá tòng phu, tức con gái đã lấy chồng thì phải theo nhà chồng, không hoặc ít lui về nhà cha mẹ đẻ, nên mới có quan điểm 10 con gái như không. Tuy ngày nay, mọi thứ đã thay đổi nhiều, nhưng nhiều vị phụ huynh vẫn giữ tư duy thâm căn cố đế này, không xét tới hoàn cảnh thực tại. Thứ hai là quan điểm có con trai để phụng dưỡng cha mẹ về già. Cũng từ quan điểm con cái khi lấy chồng sẽ theo chồng, không thể phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi cao sức yếu. Ngược lại thì con trai lấy vợ sẽ ở lại nhà, nên nhiều bậc phụ huynh mong muốn có con trai làm của để dành khi về già. Nét văn hóa tam đại đồng đường, tức nhiều thế hệ gia đình sống chung dưới một mái nhà cũng đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia Á Đông so với các quốc gia phương Tây. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến chênh lệch tỷ lệ sinh ở các quốc gia châu Á có tư tưởng này luôn cao hơn các quốc gia ở phương Tây. Ngay trong xã hội hiện đại, nhiều bậc phụ huynh không có tích lũy chuẩn bị cho tuổi già mà xem con cái, đặc biệt là con trai, như một loại tài sản bảo đảm khi về già, rằng khi về già chắc chắn sẽ được con phụng dưỡng. Thế nhưng thực tế cũng cho ta thấy nhiều câu chuyện rằng con cái khi trưởng thành có thể gặp những khó khăn ngay trong việc lo đời sống cho chính mình. Tệ hơn, có những người con bất hiếu, ngược đãi, đối xử tệ với chính bậc sinh thành ra mình. Thứ ba là coi trọng địa vị người đàn ông, xem người đàn ông mới là người làm kinh tế, tạo ra của cải chính. Trong xã hội ngày nay, vai trò trụ cột của người đàn ông trong gia đình vẫn được duy trì. Thế nhưng vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội cũng ngày được nâng cao hơn. Phụ nữ và đàn ông trong xã hội ngày nay bình đẳng. Điều đó được thể hiện từ công việc, địa vị xã hội đến trong luật pháp thừa kế. Hàn Quốc cũng được biết tới là nơi nổi tiếng với văn hóa thích sinh con trai, trọng lao động nam và chủ yếu đặt trách nhiệm nối nghiệp, phụng dưỡng cha mẹ lên vai nam giới trong gia đình. Đây cũng từng là quốc gia có tỷ lệ sinh con trai cao hơn con gái trong nhiều năm, đỉnh điểm là giai đoạn 1980 đến năm 1990. Thế nhưng vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, quốc gia này đã công bố thống kê tỷ lệ sinh bé trai sơ sinh ở Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2020 với tỷ lệ là 104,8 bé trai trên 100 bé gái, đồng nghĩa với việc chấm dứt truyền thống thích con trai lâu đời ở nước này. Xu hướng đảo chiều giới tính tại quốc gia này đã bắt đầu xảy ra từ năm 2007. Và Hàn Quốc không chỉ là quốc gia đầu tiên mà còn là quốc gia duy nhất trên thế giới chứng kiến xu hướng thích con trai giảm nhanh chóng. Vậy Hàn Quốc đã làm gì để thành công thay đổi tư tưởng trọng nam khinh nữ thâm căn cố đế trong hàng trăm năm qua? Thứ nhất là Hàn Quốc đã đẩy mạnh công nghiệp hóa, làm tăng số lượng phụ nữ tham gia vào thị trường lao động, giúp loại bỏ các ràng buộc truyền thống đối với phụ nữ, nâng cao vị thế của họ trong gia đình và xã hội. Thứ hai là họ tăng cường giáo dục về bình đẳng giới cho nhiều các nhóm đối tượng khác nhau, rộng rãi trên nhiều kênh phương tiện truyền thông. Và cuối cùng, họ tác động vào chính sách và điều luật như bảo vệ quyền phụ nữ, thiết lập điều luật nam nữ được hưởng thừa kế như nhau, đổi mới an sinh xã hội, giúp người già cải thiện cuộc sống, bớt phụ thuộc vào con cái. Các bậc phụ huynh Hàn Quốc đã trải qua thời kỳ bùng nổ tỷ lệ sinh con trai và đã nhận ra rằng con gái có xu hướng kết nối tình cảm với bố mẹ tốt hơn và hỗ trợ nhiều hơn khi bố mẹ về già. Kết quả, cha mẹ tăng sự phụ thuộc vào con gái, những người có thể chăm sóc tốt hơn cho họ khi họ đau yếu, già cả và nhất là trong bối cảnh tuổi thọ của người dân Hàn Quốc không ngừng tăng lên. Bây giờ nhiều người Hàn Quốc còn nói đùa, có hai con gái giống như giành được huy chương vàng vậy. Anh chị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay không nhằm chỉ trích những người luôn mong muốn sinh con trai hay khuyến khích sinh nhiều con gái. Chúng ta vẫn nói với nhau rằng con cái là lộc trời cho, con nào cũng là con. Quan trọng là cách nuôi dạy của chúng ta với con cái ra sao để khi con trưởng thành là người biết yêu thương, có trách nhiệm với bản thân và người thân. Về phần những người đã, đang và sẽ trở thành những bậc phụ huynh, trước khi đón một đứa trẻ chào đời, chúng ta hãy trả lời thật thấu đáo cho câu hỏi: chúng ta muốn đứa trẻ này sinh ra để sống cho cuộc đời của chúng hay sống cho cuộc đời của chúng ta? Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng Azfin đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.